Sau đó tôi xin chào tất cả các bác đam mê săn bẫy trên toàn quốc nha. Công tác chuẩn bị cho mùa bẫy vạc năm 2022 cũng bắt đầu, nhà em bắt đầu sản xuất ra. Nói chung là để làm cái lưới vạc này thì nó cũng rất nhiều cái tỉ mỉ và rất nhiều cái công phu các bạn. Đối với dòng lưới bẫy vạc này thì các bác xem video em đánh vạc rồi. Lưới của năm ngoái thì thực ra nó chỉ cao 7m2 thôi. Còn lưới năm nay thì nó có hàng tận cao tận 8m4 các bạn. Hàng này thì bao chất lượng, bao đẹp cho bác luôn. Hàng này của nó là sợi cước 20, mắt 12 các bác nhá. Toàn bộ là nhà em làm mắt 12, sợi 20 hết. Hàng này thì nói chung là tỷ lệ chạy mắt nó cực kỳ ít các bạn. Đối với dòng lưới đánh vạc này, các bác nhìn này, em sẽ banh cho các bác xem, cũng nún tay đi chứ. Hàng này gọi là hàng chân xanh nha các bác nhá. Nhiều các bác thì cứ quảng cáo là hàng Thái nhưng thực ra nó không phải là hàng Thái đâu. Nó là hàng tàu loại 1 các bạn. Tỷ lệ chạy mắt nó rất ít này. Và sợi cước của nó là sợi cước 20. Hàng này thì bao chất bao đẹp cho các bác luôn. Hàng này thì các bác dùng như em đợt cuối năm vừa rồi với cả vụ tháng 3 này thì rất nhiều các bác dùng cái lưới mắt 12 này của nhà em rồi. Thì các bác biết sản phẩm lưới nhà em như thế nào. Lúc nào nhà em cũng đặt chữ tín lên hàng đầu. Nên các bác mua hàng nhà em thì các bác yên tâm nhé. Bây giờ cũng vào 17 tháng 5 năm 2022 rồi các bạn. Thì cũng chuẩn bị đến mùa rẽ. Nhà em cũng đang làm, nói chung là cũng không biết là bao nhiêu nghìn mét rẽ nữa. Nhưng mà khoảng hơn 400 tay. Mới làm được xong hơn 400 tay thôi các bạn. Cả 50m, 30m, 100m. Cả mắt 7, mắt 8. Mỗi loại 400-500 tay. Thì là hết phôi rồi các bạn. Phải chờ phôi về mới có để làm. Đợt này Trung Quốc đóng biên nhiều quá, đâm ra là không có phôi rẽ run về làm luôn. Còn riêng cái lưới vạc này, nhà em đã chuẩn bị gọi là hàng 1-2 vạn mét rồi các bạn. Nên là các bác yên tâm khi dùng sản phẩm nhà em năm nay nhé. Hàng năm nay thì bao chất bao đẹp luôn cho các bác này. Đấy, tỷ lệ chạy mắt hầu như không có nhé. Lưới này chuyên dụng để bẫy vạc, bẫy sâm này. Như năm ngoái thì em đánh cả sâm cả vạc thì các bác biết rồi. Nói chung là để con sâm đóng vào thì không thể chạy đâu được và cực kỳ chuẩn luôn. Đóng vào cái khóa cái đầu khóa cánh luôn. Còn riêng vạc, vạc thì các bác xem bọn em đánh thì các bác cũng biết rồi. Con vạc thì thực ra chân nó đạp cực kỳ khỏe. Các bác ạ, đấy, chân nó đạp cực kỳ khỏe luôn. Nên là anh em dùng ngày trước thì nó có cả sợi 18 nữa. Nhưng mà bây giờ thì cũng khuyên thật với các bác là không nên dùng lưới 18. Lưới 18 thì nó sẽ, sau này nó sẽ đạp, nó sẽ nổ ngay. Lúc mới, kể cả lúc mới được thời gian đầu, xong thời gian sau nó sẽ nổ ngay các bác. Đấy thì mình nên dùng lưới sợi 20, mắt 12. Hàng cao 8m4 này. Cao của nó 70 mắt đấy các bạn. Hàng này thì bao chất lượng, bao đẹp cho các bác luôn. Khi bác mua hàng nha, sẽ được hỗ trợ file miễn phí, file chuyên dụng để đánh vạc miễn phí nha các bác nha. Bác nào xem được video nhớ đăng ký kênh, chia sẻ kênh của em. Bác nào mua lưới này thì cứ liên hệ trực tiếp cho em. Mua xỉ lẻ cứ liên hệ trực tiếp cho em nhé. Xin chào toàn thể các bạn. Hẹn các bác video lần sau.